Ôi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thật ra là channel của John Thanh Ly nha. Do là bạn Ly đi nghĩa vụ rồi cho nên là mình sẽ tạm thời tiếp quản kênh để recommend cho các bạn. Với mà lâu lâu mình sẽ đăng một số cái clip về những món đồ mà mình mua. Các bạn có thể mình thì có mình không có thời gian nhiều cho nên là mình tranh thủ buổi trưa để mình làm luôn. Thật ra là nãy mình đã làm cái clip review rồi, không phải là kiểu chia sẻ thôi, không phải là review đâu, nhưng mà dài quá thì nên mình ghi lại những cái điều mà mình cần nói rồi mình cắt ngắn lại để các bạn có thể subscribe, like để ủng hộ kênh của tụi mình. Lâu lâu mình không có thường xuyên nhưng lâu lâu mình sẽ có một mua vài sản phẩm mình sẽ về mình review các bạn. Hôm trước mình có mua cái bàn phím, mình có làm cái clip review rồi nhưng mà cái clip đó âm thanh bé quá và lại nó cũng hơi hỏng cho nên là mình không có đăng lên. Thì rồi clip cũng không có kế hoạch gì, khi nãy mình làm không không mình thấy không được ổn, mình định up luôn nhưng mà thôi mình làm lại cho nó ngắn gọn, hơi dài quá các bạn coi sẽ rất là ngán, tại hồi nãy mình lên tầm 30 mấy phút lận. Thì cái nhân vật chính của chúng ta hôm nay là cái tai nghe Galaxy Buds nha. Các bạn thấy hộp thòng á, này không phải che Covid che mặt để gắn micro thôi, tại vì nó âm thanh nó nhỏ quá không hiểu nổi thật. Rồi đây đây là cái Samsung Galaxy Buds. Mình quay clip không có được đầu tư nhiều như các anh YouTuber khác vì lý do là mình làm vui thôi và mình chia sẻ cho các bạn về những cái trải nghiệm của mình để các bạn có thể lựa chọn được cái tai nghe phù hợp cho các bạn. Thì đầu tiên là cái tai nghe này mình mua như nè, cái tai nghe này mình mua ở trên Shopee và ở trên cái shop Samsung Official gì đó mình quên rồi. Thì cái shop đó là cái shop mail đó, chắc đọc là shop mail thì mình không biết rõ cái chữ đó đọc như thế nào, mình đọc thường là shop mail. Thì cái shop đó là những cái shop có gọi là có giấy đăng kiểu như có giấy đăng ký á, họ đã nộp cho Shopee rồi thì họ sẽ được lên cái shop mail đó, là những cái shop đó có thể tin tưởng được thì họ cam kết đây là hàng chính hãng. Vậy thì nó có chính hãng hay là không, mình mua bao nhiêu tiền? Thì mình mua á, là thường á thì họ sẽ bán tầm khoảng đâu đó khoảng 1,5 triệu, 1,49 triệu á. Thì giảm giá, những đợt giảm giá mà mình canh thì cái giá thấp nhất mà họ có thể giảm giá cho mình là 1,29 triệu, coi như 1,3 triệu đi. Thì mình có add thêm một cái mã giảm giá nữa, tại vì trên Shopee á, nó có mã giảm giá thì săn mấy cái mã giảm giá đó mình không có săn được mấy cái đợt, mấy cái mã 1 triệu 500 ngàn, mình chỉ săn được cái mã tầm 10 đến 7%, 7% thôi, là những nói chung là cũng tốt nhất đối với những cái mã mình săn rồi. Thì mình giảm thêm được khoảng gần 100 ngàn nữa thì nó còn khoảng 1,2 triệu với tiền ship luôn. Đợt mình lấy luôn cái tai nghe này là tiền ship luôn, là mình phải thanh toán cho shipper là 1,207,000. Đây là Samsung Galaxy Buds nhé, 1,207,000. Rồi thì cái này có chính hãng hay là không mình không biết nói sao, nhưng mà nói chung là như này, mình check được cái series của cái tai nghe này thì ở trên cái trang của Samsung á, nó có họ có cho check bảo hành, thì mình đã check được bảo hành của cái này. Vậy thì chính hãng hay không mình không nói tới cái này ha, các mình nói tới đó thì các bạn nói chung là các bạn cũng tự, tự hiểu chứ mình không dám khẳng định, tại vì mua qua mạng mà mình phải bây giờ mua hàng nó cũng ghê lắm, phải chỗ nào mình tin tưởng được. Thì ở dưới comment thì các anh khác đều nói đó là hàng chính hãng thì đúng thật, vào hộp có nè, series có nè đầy đủ, và thậm chí đây là mình check series á, mình check không phải là mình check ở ngoài cái hộp nha, mình lấy series ngoài cái hộp, mình check series trong cái tai nghe này khi nó kết nối với cái điện thoại á. Khi nó kết nối với cái điện thoại nó có cái app, thì mình vào cái app đó để mình xem thông tin của tai nghe, mình lấy cái series của cái tai bên phải nha để mình check. Thì mình check lên trung tâm cái chỗ mà cái trang check bảo hành của Samsung, họ báo có kích hoạt bảo hành nhé.
Để bây giờ mình không dám nói hàng chính hãng, thì bây giờ lỡ mà bạn nào đó mua về á, cũng mua cái chỗ đó về, xem khi sau khi xem cái video này các bạn có vấn đề đó, các bạn nói là mình quảng cáo đồ điểu, thì cho nên mình không có dám khẳng định. Nhưng mà ở đó họ cam kết là hàng chính hãng, mình đã check ở trên Samsung, cái trang của Samsung, và họ trang đó cũng phản hồi về là cái email, cái số series đó đúng và có thời gian bảo hành, đã kích hoạt bảo hành. Thì mình cũng chia sẻ thêm như thế này, khi mình mua mình cũng đã check hết tất cả những cái số series của những cái tai nghe ở bên dưới cái phần nhận xét của cái trang đó, và đúng là đều có bảo hành, đúng là đều, những cái số series đều có bảo hành hết. Và thậm chí á, khi người ta nhận hàng rồi, người ta nhận xét rồi, là người ta nhận hàng rồi luôn đó, thì cái bảo hành này có khi nó vẫn chưa được kích hoạt. Mình kiểm tra cái ngày mà nhận xét á, thì có khi cái ngày kích hoạt so với cái ngày nhận xét đó nó tầm khoảng nửa nửa tháng sau rồi. Mình cũng không hiểu sao cái bên cái đội ngũ bán hàng của họ lại kích hoạt trễ như vậy, trễ tận 2 tuần, mình lời được 2 tuần đó chứ. Nhưng mà mỗi cái nếu mà trong 2 tuần nó có sự cố mà họ chưa kích hoạt bảo hành, thì coi như mình đem ra trung tâm bảo hành nó không có thông tin, thì coi như xong, không bảo hành được. Thì cái trường hợp đó đã có rồi, ở dưới nhận xét có một cái nhận xét đó là hãng lớn mà làm ăn kỳ quá, đi đem ra trung tâm bảo hành họ lại báo là không có thông tin, thì đúng rồi, tại vì cái của cái anh đó hay chị đó gì đó là cái lúc mà anh đó chị đó đem ra ngoài trung tâm bảo hành đó, là cái người bán người ta chưa có kích hoạt bảo hành, tận mãi 2 tuần sau người ta mới kích hoạt, thì cho nên là lúc kiểm tra đó, nó đâu có bảo hành đâu mà trung tâm bảo hành được. Thì cái của mình á, là mình nhận về khoảng chừng 2 3 ngày gì đó là người ta đã kích hoạt bảo hành cho mình rồi, cái chỗ cái shop đó đã kích hoạt bảo hành cho mình rồi. Và khi kích hoạt bảo hành á, là ở trên cái trang của Samsung họ có nhắn tin nhắn về cái điện thoại cho mình luôn, về số theo theo số điện thoại đặt hàng cho mình luôn, tại vì mình đặt hàng mà trên Shopee bằng số điện thoại của mình, thì cái chỗ bán đó, cái shop đó, người ta sẽ kích hoạt thông qua cái số điện thoại đó luôn. Samsung có nhắn tin nhắn về cho mình báo là kích hoạt từ ngày mấy tới ngày mấy tháng mấy. Mình coi đó, thì là được bảo hành được 12 tháng nha, cái tai nghe này bảo hành được 12 tháng nha mấy bạn. Thì nói chung là xong cái pha kích hoạt đó thì mình mới có thể an tâm được, chứ thật lúc mình mới mua, mình gọi là mình mới nhận hàng á, mình đem về mình check liền, lúc đó chưa kích hoạt bảo hành cũng hoang mang lắm, nói ôi trời chết rồi, không biết có lấy nhầm đồ phát không, mà lên đây check bảo hành không thấy gì hết. Thì mình mới suy nghĩ là cái này chắc là khi nào mà Shopee á, họ báo á, là người nhận hàng người ta đã nhận hàng, người ta thanh toán tiền á, thì người ta mới check kích hoạt. Thì cũng may là đúng như vậy thật, là khi mà trên Shopee báo á, là mình đã nhận tiền á, mình đã lấy hàng á, thì họ bắt đầu họ kích hoạt bảo hành cho mình, lúc đó là điện thoại cũng nhắn tin nhắn về đó. Cho nên là rồi về cái phần chính hãng, hàng có chính hãng hay không, giá sao ha, bảo hành thì đó, nó vấn đề là nó như vậy đó. Để hơi nhiều bạn bảo ồ thằng này nó giới thiệu cho mình lên cái shop bán đồ đểu không thấy thông tin bảo hành đâu hết, thì chắc không phải là hàng real rồi. Thì real phải gì mình không nói, real fake như đó mình không 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 đề cập tới, mình chỉ nói đó là tình trạng hiện tại vậy thôi. Thì các bạn có thể yên tâm mà mua, tại vì có bảo hành, còn chức năng thì đầy đủ. Trước á, có cái mình cũng có tham gia hội Samsung Galaxy Buds, thì có cái anh kia ảnh mua phải cái tai nghe thì nó cũng y y như vậy, cũng ấn được, cũng bấm được, kết nối được các thứ, nhưng mà nó không đủ chức năng. Thì những cái anh gọi là có kinh nghiệm ở trên đó, anh chia sẻ là có thể cái tai nghe đó nó là đồ không đúng rồi đó. Thì mình cũng đã test chức năng của cái này, thì nó ok, chức năng đầy đủ rồi, bảo hành có ok, mình nói tới vậy thôi ha. Rồi thì cái nút cảm ứng, cái tai nghe này nè, nó sử dụng nút cảm ứng, thì cái nút cảm ứng này ai không quen nó rất khó bấm, có khi đưa lên bấm tịch chặt, bấm trúng đang nghe nhạc ngưng bài, mà mặc dù là mình đang định ấn 2 cái nhưng mà mình gạ mới trúng tít ngưng bài hát, điên không? Nói chung là không quen rất khó ấn, cái này phải tập lại.
lần đầu xài nút cảm ứng các bạn. Đó giờ mình xài toàn nút cơ bấm tạch tạch, tại mình hay đi xe máy á. Đa số các bạn ở trong kênh YouTube của mình là đam mê xe thôi, thì mình cũng có đi xe máy bấm đeo tai mà bấm nút cảm ứng thế nào. Rồi vậy cái nút cảm ứng á, không quen thì rất khó chịu rồi ha. Về phần pin, pin á thì theo mình nghe, mình trải nghiệm hôm rày thì mình nghe ở cái mức âm lượng từ 50% đổ xuống, thì mình đoán là nó có thể duy trì được khoảng 9 đến 11 tiếng là thật sự dưới mức âm lượng từ 50% đổ xuống nha. Tại vì á, mình có nghe tầm khoảng gần tiếng pin đầy 100% giữa hai tai nghe thì nó mất tầm khoảng 6-7% vậy đó, thì nghe gần khoảng 1 tiếng đồng hồ, âm lượng thì khoảng hình như dưới 50% tí. Thì mình nghĩ là nó sẽ trụ được khoảng tầm 10 giờ nếu mà mình nghe tiếp, tại vì mình không có thời gian để mà test hết được. Bây giờ test hết hộp sạc 22 giờ, vậy thì cứ nghe xong để vô, nghe xong để vô, chừng nào hết 22 giờ thôi rồi ngồi canh. Nói chung là mình không có thời gian để làm cái việc đó, nhưng mà mình có thể dựa vào cái thông số sục giảm pin để mình thử đó, dự đoán như vậy. Còn cái tai nghe này mà để nghe hết 11 giờ, 10 giờ gì đó, cứ mỗi lần bỏ vô hộp sạc cất là nó lại sạc, mà bây giờ ngồi chờ nó hết sao. Rồi cái thời gian á, nghe nhạc thì nó như vậy, còn mình theo hãng công bố á, thì cái thời gian nghe nhạc thì 11 tiếng, thời gian đàm thoại là 7 tiếng 5, 7,5 tiếng, có nghĩa là mình nghe được 7 tiếng rưỡi, mình đàm thoại được 7 tiếng rưỡi. Nó cũng hơi mỏi mồm đấy. Thì mình chưa có thử thời gian đàm thoại, nhưng mà hôm qua mình vừa đàm thoại nghe nhạc test các thứ, nói chung cũng được mấy tiếng đồng hồ, còn khoảng 7 mấy%. Thấy nói chung là thời gian cũng được. Mình mua cái tai nghe này á, ban đầu á là vì cái thời gian, cái thời lượng pin của nó, còn cái chất lượng thì mình chưa quan tâm lắm. Mình tại vì mình cũng là người thích nghe nhạc nhưng mà gọi là thông chuyên sâu, âm thanh mình không yêu cầu quá cầu kỳ, tại vì mình không không rành, thật sự mình không rành về cái vấn đề âm thanh, mình không có nhận xét được. Thì rồi sạc á, thì gì nè, cái có một cái vấn đề thế này, mình thấy có mấy anh chị nhận xét á là tai nghe họ không hoạt động, không hoạt động một bên, rồi nói chung đủ thứ hình thành hết. Nhưng mà về cái không hoạt động một bên này thì mình có tìm hiểu là cái tai nghe nó không, lúc mới mua về nó không có điều pin. Thật sự lúc mới mua về á, một tai á là 9 mấy%, một tai nó có 6 mấy%. À cái tai mình nhớ là cái tai bên trái này chỉ có 6 mấy% thôi, tai bên phải này mới 9 mấy 100%. Thì mình cũng không hiểu tại sao nó không ăn hay gì á, lúc mà bỏ vô cái hộp mới nó không ăn hay sao đó, thì nó sạc không đều, thì thành ra là sẽ có một tay ví dụ như nó hết pin thì nó kết nối được con tay, còn tay kết nối không được. Rồi cái tình trạng này á, thì cách giải quyết á, thì mình nghe có tham khảo mấy anh trên mạng, thì mấy ảnh là kích kích pin lên, kích pin cho cái tay hết á, kích pin lên. Thì mình cũng không biết kích pin là sao, nói chung là mình không bị, mình cũng chưa coi luôn. Thì mấy bạn có thể lên trên mạng tham khảo kích pin cho tai nghe của Galaxy Buds thì nó sẽ lên, nó sẽ ra ha. Thì mình nghĩ cái việc đó nó liên quan tới cái mà cái của hãng họ khuyến cáo là khi sạc lần đầu tiên, có nghĩa là lần đầu tiên sạc, hoặc là khi sử dụng đến hết cạn pin luôn thì cần sạc trong vòng 30 phút. Có nghĩa là sạc kiểu sạc 30 phút, ít nhất là 30 phút thì mới lấy cái tai nghe ra, mới kích, mới 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 mở cái tai nghe ra được á, mới mở lên được á, cái tai nghe nó mới mở lên được á. Thì lúc á thì chỗ hình như trong cái tờ giấy hướng dẫn thì để 30 phút, trên trang web để 10 phút thì mình cũng không nhớ nữa. Thì mình cần tối thiểu 30 phút thì cái tai nghe mới mở cái tai nghe lên được. Thì cái đó là hãng họ khuyến cáo như vậy, và hãng họ khuyến cáo là sử dụng cái cục sạc đúng chính hãng của Samsung. Thì cái này để cái điều kiện bảo hành của họ thế nào đó mình cũng không 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 rành lắm. Nói chung là trong cái giấy bảo hành họ có để là kiểu như do bằng nguồn này nọ, bạn sạc cục sạc, mấy bạn sạc cục sạc mà tào lao mới lao á nó bị thì họ không bảo hành gì đó. Rồi cái vấn đề mà đeo vào đau tai, có một số anh chị không nhận xét là đeo vào nó đau tai, đau đau thật mấy bạn. Mình không biết sao mình mua về mình dứt luôn, tại mình cũng đã thấy cái đó rồi, nhưng mà thôi nói chung là thích thì mua về thì dứt. Rồi đúng, đau tai do cái ngạnh, do cái ngạnh này nè, cái ngạnh để giữ vô cái chỗ này của cái lỗ tai nè,
Đeo vô, gài vô. Đây, cái ngạnh này đó, nó giữ lên cái chỗ này cái lỗ tai nè. Các bạn đeo tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ hoặc dưới 1 tiếng á, thì chắc nó không sao đâu. Nhưng mà đeo khoảng trên 1 tiếng, đeo khoảng vài tiếng đồng hồ á, nó mới có cảm giác đau tai. Và đặc biệt khi các bạn vừa nằm vừa nghe lăn qua lăn lại thế nào cũng đau, rất đau. Thì cái cách khắc phục này nè, cái lúc mà mình mua cái tai nghe họ sẽ cho thêm một cái gài này nữa, bảy, chính xác là hai cái cặp thun. Thì trong đó có một cái cặp thun có cái đầu gài này nè, là một cái hình như là cái cặp nhỏ hơn, cái đầu gài nó nhỏ hơn, nó ngắn hơn, với một cái cặp thun không có đầu gài luôn. Thì nếu các bạn bị đau tai do cái đầu gài này nè, các bạn gỡ cái đầu gài này ra, cái đầu này gỡ được bằng thun à, gỡ được chứ à, giờ sao cho các bạn thấy nhỉ. Nhưng mà nói chung là gỡ được, thay thay nó lại thành cái cục, cái dòng thun không có cái đầu gài này nè, thì các bạn chỉ gắn vô thôi, chỉ nhét vô thôi, nó vẫn dính bình thường. Thì, nhưng mà nó không có đầu gài thôi, thì nó sẽ không có làm đau tay các bạn nữa. Nhưng mà mình nghĩ như vậy thì nó sẽ rất là dễ tuột, rất dễ bị xúc ra ngoài. Các bạn mà nên vận động thể thao thì mình nghĩ là không nên bỏ cái đầu này đâu nha. Tại mình cũng thích cái này cho nên mình cũng mới mua nè. Rồi cái này á, mình mỗi lần mình cũng thắc mắc là mình thấy mấy cái hãng đối thủ á, của Samsung á, họ có chống nước IPX 4, IPX 5 gì đó, nhưng mà này mình không thấy để. Thì cuối cùng mình tra qua tra lại thì có cái tai nghe này có cái chuẩn chống nước IPX 2, có được cái chuẩn chống nước IPX 2, nói chung là có chống nước đó. Rồi mình đang trong cơ quan các bạn, nói chung là có nhiều cái tiếng ồn lạ lẫm lắm. Rồi nếu mà các bạn mà thường xuyên có ráy tay á, hay là cái kiểu cái chỗ này nè, cái phần tay các bạn nó bị khô á, nó kiểu như nó bị, nó giống như gào gào ở trên da đầu á, thì các bạn đeo cái tai nghe này sẽ rất là dơ. Rồi ở đây người ta cũng, cái ở mình đọc ở trong tờ hướng dẫn, người ta cũng có khuyến cáo luôn là nên vệ sinh cái tai nghe nha. Tại vì những cái điểm tiếp xúc này nè, những điểm tiếp xúc để sạc này nó bị ướt hoặc là nó dơ, nó gây ra sạc không được, thể gây ra này nọ, mình cũng chả nhớ nữa, mình không rành lắm về mấy cái kỹ thuật này, mình chỉ đọc mình thấy vậy thôi. Thì các bạn có thể dùng khăn, khăn đừng có đổ lông nha, các bạn lau mấy cái khóc, mấy cái hé này, cái gọi là sao, cái khóe này nè, cái khó, sorry mấy bạn, mấy cái kha, cái này nè, nó hơi phập vô, mình có thể dùng tăm bông mình để vô, mình xé hơi hơi tơi nhẹ ra tí, mình để vô để mình xe để mình vệ sinh, mình xe vô mấy cái chỗ này để mình vệ sinh ha. Còn nào mà nó cứng, nó kiểu nó kẹt ở trong, nó kẹt ở trong quá, mình lấy cái cây tăm xỉa răng đó, mình vít nó lên rồi mình lau cho nó sạch. Đang về cái đầu này nè, cái đầu thun này nè, đừng bao giờ lau bằng cái giống gì có lông, giống như đừng có để tăm bông bông gòn rồi nó chạm vô đây nghe, nó dính dữ lắm. Phải dùng cái khăn không có lông để mà lau, không có đổ lông á để mà lau nó. Rồi cái cục thun này thì chắc là ai xài tai nghe nhét tai cũng biết rồi, cái cục này gỡ ra được, lặn ra được thì vệ sinh được rồi. Tới đó các bạn tự hiểu rồi ha, nó cũng không khó khăn lắm. Thì cái nào mà bị kiểu như các bạn thắc mắc bí quá gì á, thì có thể comment ở dưới cái comment của video á, thì mình sẽ, có thể là mình không có trả lời liền được, nhưng mà mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian rảnh mình sẽ trả lời cho các bạn. Rồi cái âm thanh của nó, nhận xét về cái vấn đề âm thanh đó, thì mình không có đủ trình độ nhận xét, mình không có chuyên về âm thanh, thì cái âm thanh này mình nói chung tai nghe này mình hài lòng với mức độ bass này nọ của nó. Nó đánh mình nghe ok được, mình cảm thấy thích, tại vì mình bắt khoảng 50%, mình bắt khoảng 50% nghe bass có bụp bụp ha. Còn vậy nói chung là có nhiều anh chị nhận xét mình là ok tai nghe có bass được, âm thanh này nọ gì đó, mình cũng không rành nữa. Thì cái này các bạn có thể tham khảo những cái anh YouTuber hoặc là những anh chị nào đó rành về âm thanh đánh giá cho các bạn. Nhưng mà mình, đối với mình thì mình chấp nhận, kiểu là mình rất là hài lòng với cái âm thanh này rồi. Mình có thể là nó chưa gọi là, âm thanh của nó chưa gọi là đẳng cấp thật sự, chưa gọi là đẳng cấp,
như mấy cái tai nghe mắc tiền hơn, nhưng mà trong tầm giá này thì với cái chất lượng âm thanh này là mình đã hài lòng ha. Rồi rồi có cái vấn đề như thế này, mình nghe ở trên cái máy tính bảng của mình là cái máy tính bảng của Samsung mấy bạn, nghe âm thanh rất là ok, rất là hay. Khi mình chuyển sang cái điện thoại của mình, ô sao vậy, sao nó, ôi sao nó dở ẹt vậy, nó vừa nhỏ nè, mình bắt 50% nhưng nghe nó không lớn, rồi nghe âm thanh thiếu bass, bass nó, trời ơi, nó như gõ mõ vậy đó nè, khó chịu lắm. Thì cái vấn đề này mình cũng có tìm hiểu, thì mình có lên trên mạng mình tìm hiểu, thì có một cái tai nghe cũng đối thủ, nói chung mấy ông tai nghe thì đa số đối thủ nhau hết rồi. Thì cái tai nghe kia khoảng 1,9 triệu, họ cũng có chống ồn, có xuyên âm, rồi họ có chống nước chỉ cao hơn cả tai nghe này. Thì họ nói rằng cái tai nghe này nó không bằng cái tai nghe của họ, mình không nói tên hãng ra nha, nói tên ra mắc công động chặn lắm, mình nhỏ bé bị thưa chết. Rồi họ nói không, nó không bằng cái tai nghe của họ ở chỗ là, thì những cái nãy mình kể với mà cái việc mà cái code âm thanh, tại vì theo mà họ biết, theo mình biết ở trên mạng á, thì khi truyền thông tin âm thanh qua Bluetooth đó, nó cũng phải có cái code nữa. Thì cái code âm thanh của cái tai nghe này hỗ trợ á, trong cái trang đó ghi á, là chỉ hỗ trợ hai định dạng code âm thanh. Thì còn cái của họ, họ họ hỗ trợ nhiều lắm, 5, 6, 7 cái gì đó mình không nhớ. Thì cho nên là cái này nó dở hơn cái kia ở cái chỗ đó. Thì mình nghĩ là cái phần mà do cái mà khi mà không phải cái điện thoại của Samsung á, không phải cái thiết bị của Samsung kết nối vào cái tai nghe á, thì nó phát nhạc có tệ hơn á, thì mình nghĩ là do cái phần code âm thanh đó nó không phù hợp với cái tai nghe này, cho nên là cái tai nghe này nó phát ra âm tệ hơn. Thì có nhiều cái nhận xét ở bên dưới cái chỗ mà mình mua á, thì mình thấy là mọi người bảo là cái âm thanh nó, tai nghe nó hơi tệ, nó nói chung là nó không không được hay. Thì mình nghĩ là do cái code âm thanh đó đó, các bạn mua về mà nếu mà có gặp bị cái trường hợp đó thì cứ thử tìm thiết bị Samsung kết nối xem nó có cải thiện được không. Thì theo mình tìm hiểu luôn là ở trên cái trang Samsung quốc tế á, thì họ có ghi á, là không phải là hai đâu mà là ba lần, một cái code của Samsung, một cái A AC, một cái SBS hay SBC, mình quên rồi, nói chung cái này mình không rành. Rồi thì cái vấn đề về cái chất lượng âm thanh và cái việc mà kết nối với thiết bị khác nó vậy, nó có một anh kết nối với iPhone đó, nghe cảm thấy nhỏ không hay, có vẻ là không phù hợp với iPhone. Thì mình nghĩ chắc là do cái phần đó đó, mình nói chung mình cũng không rành nữa, nhưng mà mình kết nối với thiết bị Samsung thì nghe rất là được. Với mà cái tai nghe này khi bạn kết nối với thiết bị của Samsung á, nó sẽ có một cái app, những cái điện thoại khác có thể không có cái app đó, các bạn sẽ tải được. Mình sẽ để cái tên app ở dưới cái phần mô tả video, thì các bạn lên, nếu các bạn dùng Android thì lên CH Play ha, còn nếu mà dùng iOS đó, dùng iPhone đó, thì lên App Store kiếm giùm mình đó. Đây là cái app, cái camera mình đang quay bằng cái camera trước nên nó ngược cái Galaxy Wearable gì nè. Thì ở đây nè, nó có cái phần là cái tai nghe này nó sẽ có cái phần chỉnh âm thanh nè, âm thanh để ở chế độ bình thường nè, chế độ bass mode nè, có nghĩa là cái chế độ này là nó sẽ tăng âm bass lên, hạ những âm kia xuống bớt. Thì nghe bass rất là nhiều, mình không thích, mình thích để normal, và để ở cái âm lượng cao một tí, nghe nó sẽ mọi thứ nó đều vừa. Ở trên đây là cái chức năng xuyên âm của nó ha, ở mức mức nhỏ nè, mức vừa nè, mức xuyên âm ở mức to nè, như đây làm các cái chức năng. Thì cái này ở trên mạng cũng có giới thiệu hết rồi, mình không giới thiệu cái này mất thời gian lắm, các bạn tham khảo giùm mình nha, có gì thì cứ comment xuống dưới hỏi mình vậy mình sẽ tìm cách giải đáp cho các bạn. Rồi, nó có mấy cái phần để cài đặt cho cái nút Bluetooth của cái tai nghe á, là tùy chức năng bấm một cái làm gì, hai cái làm gì, hay bấm giữ làm gì á, sẽ có ở đây hết. Thì khi mà các bạn kết nối lần đầu tiên hay là lần thứ hai, mình thì mình bị ở lần thứ hai vào cái phần mềm này, thì khi mình bấm vào đó, nó sẽ yêu cầu mình cập nhật cái firmware cái tai nghe, thì mình đồng ý, nó hiện đâu trên đây nè, mình bấm đồng ý thì nó sẽ cập nhật cái firmware mới nhất cho cái phần mềm điều khiển mới nhất cho cái tai nghe này nó. Thì nó chung quy là nó vậy đó. Ở những cái điện thoại khác á, mấy bạn không có phần
không có sẵn phần mềm của Samsung, không phải điện thoại của Samsung đó, thì các bạn cứ kết nối rồi tải phần mềm về hoặc tải về trước cũng được, sao chứ tải về để mà điều chỉnh cái tai nghe rồi. Về cái phần mà cái tai nghe này nè, do là nó Bluetooth á, cho nên là nó rất là khó khó ấn, thì đặc biệt là mấy bạn đi xe máy á, ấn đeo vào tai full ngón là coi như toang, nếu mà chùm mũ bảo hiểm vào full face nè, 34 thọt 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 lủng cái lỗ tai luôn rồi. Cho nên là mình đã có sử dụng cái thằng Google Assistant á, cái trợ lý ảo Google á, tại vì mình dùng Android mà, thì nó có thể hay Google, ok Google, nó sẽ nhảy lên thôi, ê mày kêu tao gì đó. Thì nó có một cái nó cài đặt để cho nó liên kết với tới tai nghe không dây kích hoạt khi sử dụng tai nghe không dây á. Thì mình đang làm cái đó, nhưng mà mình chưa làm được, tại vì cái điện thoại của mình nó là cái bản kiểu như bản nội địa của Trung Quốc, cho nên là ROM nó không phù hợp hay sao đó, mà cái ngôn ngữ cũng toàn là điện thoại, toàn là tiếng Anh không, một tiếng Anh hay tiếng Tàu thôi. Cái trợ lý ảo của nó thì nó cũng không dùng cái Google Assistant, nó dùng cái không khí khô rồi cái mi gì đó, mình đang xài cái Redmi nha. Thì cho nên là cái Google Assistant đó mình tải về thêm, thì hiện trạng là mình không thể kích hoạt cái thằng Google Assistant đó khi mà dùng tai nghe với mà khóa màn hình lại, mình không kích hoạt được. Những cái điện thoại khác là mình cứ để ở xa xa cứ hay Google mặc dù màn hình đang khóa là nó sẽ tự động nó mở lên, còn cái này cứ hay Google, ok Google, nói khan cái họng khô cái nước bọt nó không lên. Nói chung là mình chưa giải quyết được cái vấn đề này, thì tại vì là mình đeo như vậy nè, mà khi mình chùm nón bảo hiểm vô mình bấm được á, thì nếu mà mình có chức năng nó được là mình nói ok Google hay Google, thì nó mình sẽ điều khiển thông qua cái thằng trợ lý ảo đó, nó sẽ đỡ phải bấm vào cái lỗ tai. Nhưng mà cái đó các bạn chỉ nên dùng khi trường hợp ví dụ như các bạn đang đi khẩn cấp, cần phải điện khẩn cấp thôi nha, chứ mình không không khuyến khích mấy bạn là vừa chạy xe vừa đeo tai nghe nha. Cái tai nghe này vừa chạy xe vừa đeo cách âm hơi dữ đó. Dưới mà thêm cái nữa, nếu mà vừa chạy xe vừa đeo mà không nghe gì thì không nó thì nó đỡ, nếu mà nghe nhạc cái nữa rồi rồi coi như ở ngoài không nghe được gì đâu. Mà nói thật thì bắt lớn bắt nhỏ, nhưng mà có thể là không nghe được gì á, cho nên rất nguy hiểm, đừng làm vậy nha. Tốt nhất là không cần thiết thì đừng làm. Rồi cái tai nghe này nè, có một số anh chị bảo là nó không gọi mét được, không gọi Zalo được, thì không phải, mình không biết là chắc do firmware cũ hay là sao đó. Thì hiện tại cái này mình đã cập nhật lên firmware mới và mình đã test thử gọi mét được, Zalo được bình thường, và hôm qua mình đã gọi tận mấy tiếng đồng hồ vẫn nghe được rất ok, không có vấn đề gì cả. Cho nên mình khẳng định với mấy bạn đừng đừng có lo cái vấn đề mà gọi qua Mét không được, gọi qua app không được, gọi qua Zalo không được, gọi được nha, bình thường. Rồi có một cái vấn đề mình băn khoăn như thế này là khi mua cái tai nghe này nè, nó có một cục chút xíu vậy nè. Bình thường á, cái tai nghe có dây, nhiều khi mình để gì mình nói không nghe, mình phải để sát miệng nè. Ví dụ như là mình nói lớn thì không nói, rồi mình nói thì thầm á, phải để sát miệng thì nó mới nghe. Còn để xa như vậy mà nói thì thầm là nó không nghe được đâu. Thì mình phân vân không biết là ủa cái tai này nó nằm trên đây như vậy thì liệu mình nói thì nhỏ người ta có nghe được không? Thì mình đã thử rồi và nghe được nha các bạn. Mình nói rất là nhỏ, mình nói thì thầm trong miệng thôi, mình nói rất là nhỏ, và mình hỏi bạn bên kia là có nghe được không, thì bạn đó nói là nghe được bình thường. Ở bên trong cái tai nghe này nè, chắc ở trong cái phần quảng cáo của Samsung nó không có ha, ở bên trong tai nghe này nó có cái mic nó ốp vào tai này nè. Mình nghĩ là do cái mic nó có tác dụng á, có thể nghe được những cái âm, nó có thể thu được những cái âm thanh mà mình nói nhỏ. Thì cho nên là ban đầu mình rất quan tâm tới cái vấn đề đó, tại vì mình hay nói chuyện đêm á, mà mình sợ làm ồn tới mọi người xung quanh, cho nên mình nói nhỏ. Mình sợ là mọi người không có, nghĩa là mình sợ cái người mà mình đang nói chuyện họ không nghe, nhưng mà rốt cuộc là nghe được các bạn, nghe được bình thường, nói thì thầm vẫn nghe. Đó là bỏ qua được cái mấy cái trở ngại của mình lúc mình mua tai nghe, thì mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể lựa chọn được có nên mua cái này hay là không. Rồi cái vấn đề siêng âm chống ồn, thì bây giờ cái chống ồn á,
mình chưa thử, mình chưa có cơ hội để thử, nhưng mình nghĩ sẽ được thôi, tại vì khi mà nó thu được cái tiếng mình nói thì thầm nó vẫn nghe được mà, thì mình nghĩ là nó cũng được ổn đó. Còn cái xuyên âm, mình nói với các bạn là mình hồi mua tới giờ mình xài được có mấy lần à, cái âm thanh á, mình thường mình bật bật xuyên âm á, nó có ba ba chế độ, ba ba mức, như nãy mình trên phần mềm nó có thể hiện là mức nhỏ, mức vừa, mức to. Mình xài mức vừa với mức to mà, tại mức nhỏ mình không nghe, mình cảm thấy không nghe được, nên mình thường sử dụng mức vừa với mức to. Và cái vấn đề nó buồn cười thế này, ví dụ như ở đằng kia có một người dò tờ giấy bập 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 lại cách đằng kia tầm 6 mét, các bạn nghe nghe rất rõ, nghe như kế bên lỗ tai, nhưng mà cái người đứng nói chuyện cách các bạn khoảng 2 mét không nghe người đó nói cái gì. Mình cũng không hiểu Samsung xử lý sao về cái vấn đề này, cho nên mà thật ra mình mua cái này cũng không phải là vì cái xuyên âm, cho nên mình không có quan tâm lắm. Thì cái vấn đề xuyên âm ở cái tai nghe mình đang dùng nha, là nó như vậy đó. Thì cũng có, mình không phải nói là lúc nào nó cũng vậy, cũng nó tùy lúc thôi. Cũng có lúc á là người kế bên nói chuyện mình vẫn nghe rõ rõ được bình thường, cái xuyên âm nó vẫn tốt. Người cách đó 2 mét nói chuyện cái xuyên âm vẫn nghe bình thường, vẫn tốt. Nhưng mà có khi nó lại không nghe được, có khi ở xa quá nó nghe được mà gần quá nó nghe không được. Nói chung là nó cái việc xuyên âm này của nó không ổn định lắm. Còn giọng mình nói ra thì theo bình thường mình bịt lỗ tai lại thì mình nghe rất nhỏ, nhưng mà khi mở xuyên âm cái giọng mình nói thì mình lại nó cái tai nghe nó lại phát rất tốt, nó mình lại nghe được rất là tốt cái giọng của mình. Còn cái giọng của người ta thì hên xui lắm, mình cũng không biết được đâu lần. Thì chắc là mình chỉ chia sẻ bao nhiêu đây thôi, chứ bây giờ mình cũng không biết nói gì nữa. Thì cũng 30 mấy phút rồi, thì cái này có thể là mình sẽ chỉnh cái clip lại tí, mình đoán là nó sẽ hơi 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 nhỏ ha. Thì nếu mà có câu hỏi nào, có thắc mắc gì nữa, các bạn băn khoăn về cái tai nghe này nè, để các bạn lựa chọn mua, các bạn có thể comment bên dưới, comment giúp mình nha, thì mình sẽ tranh thủ trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất có thể của mình, tại vì mình cũng đôi khi cũng không ở không để mình rep liền cho các bạn được nha. Thì mong các bạn thông cảm ha, thì mình sẽ cố gắng rep nhanh nhất có thể để giải đáp cho các bạn có thể mua được cái tai nghe mình mong muốn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo ha, bye bye.